Hai mọi người, lại là tôi đây. Chiều nay chúng ta sang ăn món chè mọi người, chè viên mọi người, chè viên chè cho nước mọi người, chè viên chè đường viên mọi người, nước uống có chè đá mọi người, chè tắm mọi người, với ly phơi sữa mọi người, phơi sữa đá mọi người. Đây mọi người, chè mọi người, chè viên mọi người, chè cho nước. Chà đá mọi người, chà đá chà tắm mọi người. Đi phơi sữa đá mọi người. Mời mọi người vô ăn luôn mọi người. Bên trong bị cứng rồi mọi người. Lớp ngoài thì nói bên trong thì cứng. Cái ngọt rồi, kiểu giống như hâm mấy lửa nó sắc lại rồi. Bên ngoài thì nó mềm mềm, trong thì nó cứng rồi. Cái nhân đậu xanh ở trong thì nó lạc luôn rồi. Ngọt. Không biết thường ta nấu có nêm nếm gì thì phải không mọi người. Chơi bới trước không, cái lớp ngoài nó ăn được không mình. Chỉ là lúc mình nấu đậu xanh đúng rồi, không biết có thêm gì vô không, cộng cái đúng rồi, ăn chè uống trà đúng rồi. Đúng đã đúng rồi. Cái chè nó ngọt không người, cho nó uống nước trà cho nó thanh, nó lấy vị lên mọi người. Cái lớp trong nó kiểu giống như kiểu mà ta luộc chè mọi người, kiểu ấy nhiều nó bị nín đúng không, kiểu bị nín á, giống như kiểu giống vậy, kiểu ta luộc bình thánh mà ta bị nín ở trong á, nó sừng sượng, nó cứng cứng trong á. Món này muốn chè như muốn lạnh đó mọi người, cho nên thường gần như hơn ta không có ham hơn sao mọi người, không biết mọi người. Mới ăn đồ ngọt xong uống phơi sữa nó đắng ngắt mọi người, có tại nó có đậu đắng mọi người. Được rồi, uống hồi cái nó lấy vậy là mọi người. Đá ra nước nhiều rồi. Nên cậu phải sữa có vị ngọt nhẹ người, không đắng đắng. Rồi. Cái chè này kiểu hai ba lỗ rồi, cho nên kiểu ở ngoài nó ấy, trong nó cứng cứng rồi, đậu xanh này kia nó ấy. Như là nó sắc lên người, hơi ngọt xíu, nói chung là ăn được rồi. Ok. Ăn xong thì uống trà, uống trà đá, trà tắm, ăn chè uống trà. Còn ăn chè uống chè rồi. Người bắt trà kêu mình chè, người ăn chè cũng chè. Cà phê sữa đá thì có vị ngọt nhẹ không người, có hậu đắng rồi, hậu ngọt vị đắng không người. Rồi chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một buổi chiều thật là ngon miệng, có một ngày thật là vui vẻ, bye mọi người.